Thưa quý khán giả, thời gian gần đây các ngân hàng đang có xu hướng giảm dần mức lãi suất huy động sau một thời gian đưa lên trên mức kỷ lục trên 9% trong 3 tháng đầu năm 2023. Việc giảm lãi suất huy động hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giải ngân cho vay. Bởi lãi suất huy động giảm, lãi suất cho vay cũng sẽ được kéo giảm xuống để phù hợp với quy định của ngân hàng nhà nước. Và trong lúc này, đây có lẽ là giải pháp tối ưu nhất để đẩy nhanh cho vay. Giảm lãi huy động đồng nghĩa với nguy cơ tiền gửi sẽ vào ngân hàng nhỏ giọt. Hiện nay các ngân hàng đang cố gắng giải được bài toán hóc búa này nhằm đảm bảo thanh khoản dòng tiền. Ngân hàng BIDV Đồng Nai mới đây vừa đầu tư một khu dịch vụ, một không gian giao dịch ưu tiên đầu tiên tại Đồng Nai. Đối tượng chủ yếu của khu dịch vụ này là những khách hàng VIP, các khách hàng tiềm năng. Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng dịch vụ trực tuyến cũng được BIDV chú trọng để thu hút dòng tiền gửi trong dân. Theo cái xu hướng là triển khai công nghệ 4.0 nên BIDV cũng đã khẩn trương xây dựng những cái chương trình đối với khách hàng cá nhân thì có cái sản phẩm Smart Banking. Thì trên đó thực ra là có rất nhiều tiện ích, những cái app của BIDV đấy, Smart Banking đấy cũng được những cái tổ chức ngân hàng thế giới cũng như là khu vực đánh giá cao. Còn đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Đồng Nai, gần đây việc xây dựng đội ngũ nhân viên, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tư vấn các gói tiền gửi và nâng cao hiệu quả của công tác chăm sóc khách hàng cũng đang được tập trung để đảm bảo huy động vốn trong bối cảnh lãi suất huy động của ngân hàng này vừa được hạ xuống, cao nhất trong các kỳ hạn cũng chỉ đạt 6,3% một năm. Trong điều kiện nền kinh tế khó khăn, tuy nhiên từ đầu năm đến nay, Agribank chi nhánh tỉnh Đồng Nai cũng đã thực hiện nhiều cái giải pháp và cũng đã đạt được những cái kết quả khích lệ. Nguồn vốn là tăng trưởng trên tổng nguồn vốn là trên 20.000 tỷ đồng, tăng trưởng trên 1.100 tỷ đồng, tỷ lệ tăng là trên 6%. Và trong cái thị phần huy động vốn thì Agribank chi nhánh tỉnh Đồng Nai cũng chiếm một cái tỷ trọng thị phần cao nhất trong các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh. Một số ngân hàng thương mại hiện nay cũng đang nỗ lực để tiết kiệm chi phí, tập trung chuyển đổi số và xây dựng những giải pháp tốt nhất để người dân yên tâm gửi tiền tiết kiệm online. Trong đó có việc ưu tiên về lãi suất và tạo ra những tiện ích tốt nhất, an toàn nhất khi giao dịch trên không gian mạng. ACB ra mắt công nghệ định danh video call Fast Identity, ứng dụng AI cho phép xác thực và nhận diện khuôn mặt của khách hàng tại thời điểm thực hiện cuộc gọi. Từ nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI kết hợp với gọi điện trực tuyến thì ngân hàng có thể xác định được định danh của khách hàng và kiểm tra các giấy tờ liên quan như căn cước công dân với mức độ chính xác tuyệt đối, thay thế hoàn toàn cái hình thức mà khách hàng phải đến tại quầy để thực hiện. Với cái dịch vụ xác thực trực tuyến này, ACB có thể cung cấp đầy đủ các cái dịch vụ mà của ngân hàng cho khách hàng và khách hàng không cần đến ngân hàng để đăng ký sử dụng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết nếu như đầu năm 2023 các ngân hàng thống nhất áp dụng mức lãi suất huy động tại các kỳ hạn tối đa 9,5% một năm, thì đến nay mặt bằng lãi suất ở các kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng đã giảm xuống dưới mức 8% và chỉ còn một số rất ít ngân hàng đang áp dụng lãi suất huy động trên 8% một năm. Theo một số chuyên gia tài chính ngân hàng, việc hạ lãi suất huy động qua đó giảm lãi suất cho vay là vô cùng cần thiết lúc này. Nó không chỉ có lợi cho cá nhân doanh nghiệp mà còn giúp ngân hàng thực hiện tốt vai trò là kênh dẫn vốn cho nền kinh tế trong bối cảnh room tín dụng đến nay vẫn còn khá dồi dào.